Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em lập nick IOE để thi IOE tiếng Anh cấp huyện, cấp trường, cấp tỉnh, thậm chí cả cấp quốc gia nếu bạn nào giỏi nhá. Xin mời các em vào vào đăng ký nick. Các em ấn vào đăng ký. Sau đó các em sẽ vào mở ra và đăng ký một tài khoản, và dễ dàng nhất là các em sẽ đăng ký bằng Facebook và đăng ký bằng mail của mình. Vậy bây giờ cô có một cái tài khoản ở đây, đó là tài khoản Ngọc Châu Na, password cũng thế, Ngọc Châu. Đấy, em vào đăng ký, sau đó vào tài khoản học viên. Sau đó các em chọn tên. Tên của mình nhá. Sau đó chọn ngày tháng năm sinh. Đấy, ấn vào năm. Sau đó chọn một năm bất kỳ. Năm sinh của mình. Gửi về trước. À, 2000 chẳng hạn. 2007 chẳng hạn. Chọn giới tính, chọn tỉnh thành phố Bắc Ninh, chọn quận huyện Thuận Thành, chọn cấp học, các em muốn thi lớp mấy thì chúng ta sẽ ấn vào lớp đấy, trung học cơ sở, và sau đó các em chọn trường trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiểu, các em chọn khối lớp lớp 7 chẳng hạn, lớp 6 và lớp 7. Sau các em tên lớp, ví dụ 7A hoặc là 7C. Sau các em lấy tên là Tiến Thắng chẳng hạn. Thắng, tên là Thắng Thắng chẳng hạn. Sau đó các em ấn vào đăng ký ngay. Đăng ký xong rồi ta sẽ ấn vào thi. Ấn vào tự luyện. Vào tự luyện nhá. Vào tự luyện thì chúng ta sẽ làm bài thi. Chúng làm bài thi thứ nhất như thế này. Nó có rất nhiều các phần thi, ví dụ như là nối chữ với lại hình ảnh. Rồi là vượt chướng ngại vật, rồi nối con khỉ, rồi nghe, thì chúng ta phải cố gắng thì chúng ta mới có thể nghe được. Các em có thể làm từ những lớp đơn giản như lớp 3 này với nick là Ngọc Châu Dâu Tây, password là tháng 136310, thì các em có thể vào thi chương trình lớp 3 trước. Còn chương trình lớp 7 sẽ khó hơn, thì chúng ta phải luyện từ trước hoặc là làm luôn, thì cô sẽ chấm điểm ở phần này. Ví dụ vào phần Start sẽ tính như thế này, đã chọn trắc nghiệm. Đấy, câu hỏi bằng tiếng Anh và sẽ trả lời trắc nghiệm. Đấy, xin mời các em hãy thử xem nhé.